Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Toàn Đảng bộ phường Hòa Quý có 28 chi bộ trực thuộc với 490 đảng viên. Phường đã sắp xếp kiện toàn bộ máy và cán bộ theo mô hình chính quyền địa phương. Thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu giao từ 30 đến 40%. Phường đã tập trung làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, chú trọng giải tỏa đền bù để các dự án trên địa bàn triển khai đúng tiến độ. Các mặt văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó phường đã thực hiện tốt công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành thành phố đã tham gia nhiều ý kiến về hướng phát triển phường Hòa Quý trong thời gian tới, cũng như trao đổi làm rõ thêm các kiến nghị đề xuất ở địa phương về quy hoạch giai đoạn 2, cũng như xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án làng đại học, để nhanh tiến độ một số dự án kéo dài nhiều năm. Các kiến nghị về đầu tư xây dựng cơ bản, hệ số điều chỉnh giá đất, về cơ chế tài chính, tổ chức cán bộ. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương đánh giá cao những kết quả Đảng bộ phường Hòa Quý đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảm bảo các mặt xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống kiểm soát dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị địa phương tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, bất cập, phát huy lợi thế và dư địa để phát triển. Dư địa phát triển như thế thì nó cũng yêu cầu đặt ra cho chúng ta về tầm nhìn, về phát triển, kỳ vọng về phát triển và khát vọng về phát triển phường nhà trong giai đoạn sắp tới cho nó đúng mức hơn, cho nó phải khơi dậy khát vọng trong cái phát triển của người dân Hòa Quý, trong cán bộ đảng viên của phường. Chứ chúng ta không dừng lại ở những cái tiêu chí mà chúng ta cho rằng là nó an toàn. Hết sức chú ý, tập trung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, làm cơ sở nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Coi trọng tác xây dựng Đảng và xem đây là nhiệm vụ then chốt để mà hoàn thành các nhiệm vụ chính trị khác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ phường tập trung cho công tác quy hoạch cán bộ, đổi mới hoạt động cấp ủy trong điều kiện chính quyền đô thị, tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, chú trọng nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của mặt trận và các đoàn thể, thực hiện nghiêm quy định về đối thoại, tiếp và giải quyết kiến nghị của người dân. Đề nghị phường quan tâm phát triển các lĩnh vực kinh tế trọng điểm một cách đột phá, điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách cho phù hợp, tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch trật tự đô thị, giải tỏa đền bù, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.